vị khán giả thân thương đang quay trở lại với chương trình Là Lắm À Nha. Ở buổi này chúng tôi tâm sự với quý vị một điều. Dạo gần đây các bạn có thấy một điều không? Rất nhiều bài hát nổi tiếng hot trên thị trường, không những ở Việt Nam mà ở toàn thế giới luôn. Nhà Việt Nam mình ta đã khác rồi, không còn như trước nữa đâu. Nhưng mà có một điều lạ là như này, rất nhiều bài hit chúng ta sẽ nghe trên các nền tảng, trên YouTube, nhưng mà đôi khi chúng ta lại không nhớ và không biết được cái người hát đó là ai. Thì ở mùa này chúng tôi muốn nhờ chương trình Là Lắm Mà Nha, chúng tôi sẽ kết nối lại với quý vị và mong quý vị ủng hộ và yêu thương những nghệ sĩ của chúng tôi. Sẽ có những bài hit hot rất mạnh trên thị trường và quý vị sẽ đến gần với tác giả, với người hát chính bài hát đó. Và sau đây, thưa quý vị, những người chơi sẽ xuất hiện tại chương trình. Xin mời người chơi đầu tiên. Xin chào Bạch Công Tử. Dạ. Xin hỏi Bạch Công Tử là ai và đến từ đâu? Dạ, em là NP3 Hoài Bảo và em đến từ Quảng Nam anh. Quảng Nam? Oh my god. Dạ, Đồng Hương anh. Dạ. Bắt tay cái nữa đó. Em ở Quảng Nam ở chỗ nào? Dạ, em ở Đại Lộc anh. Đại Lộc và chính xác là đại nào? Dạ, Đại Lãnh, Đại Lãnh Đề Hưng. Đại Lãnh Đề Hưng. Dạ. Là quê ba quê mẹ? Dạ đúng rồi. Rồi, Hoài Bảo, một cái tên nghe rất là nhiều cái niềm mong ước của gia đình ha. Ngay bây giờ chúng tôi chào đón người chơi số 2. Đây là một producer, ca nhạc sĩ và là diễn viên hài. Diễn viên hài thì ủa sao vậy? Nhiều chức năng quá à. Dạ. Trước tiên mình chào quý vị đi. Quỳnh Đình Vũ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi đài cũng như là chương trình Lạ Lắm À Nha. Trời ơi. Thì ngày hôm nay đến với chương trình, tại sao lại có một trang phục xanh sao như này? Tăng cái sự hốc hác của cơ mặt lên à. Tại vì cái mùa trước là em bận áo đỏ rồi, lên về bị chòm xóm nói sao mà mập quá, nên hôm nay em quyết định bận cáo xanh để lên nhìn em có vẻ xanh xao hốc hác. Anh trong em đã ốm chưa? Không, thật sự em phải mẩm mỉm thì em mới dễ thương được. Dạ, vậy là hôm nay em đã... Dạ, khán giả đồng tình thấy không? Rồi, vậy là khán giả mê em mập đúng không? Không, không phải đâu. Ý là nhìn thích thích thôi chứ đừng có nói mê rồi về ăn lên rồi chết. Đúng rồi, định gài để về nhà ăn hết. Dạ. Không được đâu nha. Dạ. Thì ngày hôm nay là, thưa quý vị, là trong ba người chơi chương trình Là Lắm À Nha buổi tối ngày hôm nay, thì Nguyễn Đình Vũ sẽ là người có lợi thế bởi vì đã từng tham gia rồi. Và dĩ nhiên thì hai bạn này đều là ca nhạc sĩ hết, cũng sáng tác, cũng sản xuất âm nhạc. Thì người thứ ba cũng sẽ là như vậy. Chúng ta chào đón Đạt Long Vinh. Đạt Long Vinh, một chàng trai trẻ với cái bài là hit đẹp trai. Đây là lần đầu tiên Vinh được tham gia chương trình Lạ Lắm À Nha. Mong các bạn cùng cổ vũ cho những người chơi khách mời ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta có ba khách mời đều là ca nhạc sĩ hết. Thì Hoài Bảo thân mến, thì mình đã có những bài hát nào mà được khán giả yêu thương, mình có thể giới thiệu một tí được không? Dạ, vừa qua em có một ca khúc hot, đó là ca khúc Trót Trao Duyên. Bài đó tôi biết. Dạ. Bài đó hit ở trên nền tảng xã hội lắm. Dạ. Thì Nguyễn Đình Vũ là nhiều bài rồi ha. Còn Đạt Long Vinh thì tôi biết rồi. Ai biết bài hát hit nhất của Đạt Long Vinh tới thời điểm này là bài gì ạ? Đúng vậy. Ôi, em thưởng thức, trời, em thích cái bài đó lắm anh ơi. Ai cũng thích bài hôm nay mới được đâu. Hôm nay mới được diễn kiến ra ngoài hát đi. Ừ, đẹp khúc. Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng, rồi xe hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bến đợi. Tình yêu này hết rồi, xin cho con tim được ngân ngơi. Thưa quý vị, là đôi khi có những cái giai điệu mà là chúng ta nhớ mãi, nhưng mà chúng ta lại bất chợt lại quên đi cái người sáng tác và người hát ra nó. Thì mong quý vị hãy ủng hộ cho các em nó một lần nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã ủng hộ chương trình của chúng tôi. Có lo lắng gì không? Lo lắng thì cứ trình bày thôi. Dạ. Còn nếu mà cảm thấy không ổn thì mình có thể xin về. Còn em thấy ví dụ như năm con khủng long như bạn nói, em đừng có suy nghĩ đến năm con khủng long, em phải biết cách em biến chuyển. Ví dụ như long là rồng, năm anh là phai, phai rồng phong rài. Phai rồng phong rài. Kiểu dạng vậy, kiểu dạng vậy, phải gắn gắn qua gắn lợi vậy. Không đơn giản, nó phải nói thiệt. Em bị rồi. Hay,
Em bị rồi nhưng mà anh cũng biết, anh cũng không chỉ. Anh Vũ hình như là có liên quan tới nông lâm ngư nghiệp nữa đó. Nông lâm ngư nghiệp hả? Năm long là nông lâm. Năm long là nông lâm. Năm long là nông lâm. Năm long rồng, đúng rồi ha. Năm long là long năm. Ôi những thiên tài. Tại sao lại mời những thiên tài đến đây? Phải tin bọn anh bỏ ơi. Với em yên tâm đi, kinh nghiệm thu âm của anh đã ngồi thu âm cho cả trăm ca sĩ V-pop những năm đó, thì chỉ cần một cái lấy hơi thôi là anh nghe được. Cứ tin tưởng vào mắt anh. Nếu như lát nữa ca sĩ lấy hơi 100 lần mà mình không tìm được một lần đúng là coi như bỏ nghiệp thu âm luôn. Và bây giờ là sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn đầu tiên. Wow, wow. Mình hay sao? À, con nghĩ là sẽ rất là khét. Mình đi ăn bún thịt nước, nước nước hay gì? Anh đi về bóng tối khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ còn tìm vỡ đôi? Em ơi anh buồn, anh nhớ anh mất. Nụ cười em đang nơi đâu? Sau đôi bờ mi anh buồn trong có liễu. Chuẩn bị nha. Chưa ai biết đâu, tôi còn không biết nữa mà. Cái người mà hả, hơn 100 ca sĩ tôi đã từng thu âm, chỉ cần thở tôi cũng biết. Không, chắc chị này chưa thu. Thu chỗ khác, chị này không có thu tôi. Chị này không có thu tôi, chị này thu có phòng thu riêng hay gì đó. Thầy ơi, chưa diễn mà biết ai luôn rồi. Thiệt không? Trời, như đó thôi là có cầm ổ bánh mì xé làm đôi rồi phải không? Có, xé làm đôi không? Trời ơi, chắc chắn bên này là Út Nhị. Út Nhị, nữ ca sĩ hát miền Tây thường xuyên cầm cái nón lá, gần đây có ra một cái MV Tết. Em đã xem MV đó 3 lần. Em sẽ theo anh về, về làm cháu miền Tây. Quên hết đau lo ta sống vui mỗi ngày. Hát cũng cà lơi mà hát cũng đàng hoàng mà cũng phải là không đàng hoàng. Hát cũng phải không tử tế mà cũng rất là vô tư ha, hát sao ta? Rõ ràng đây là cố tình đó anh. Cố tình không? Anh coi thế nghệ sĩ nào mà mở tiệm bánh mì á, coi thấy có không? Anh thì là thường là không có để ý tới bánh mì nhiều, tại anh thích ăn thịt với lại ăn những cái món như là tàu hủ chiên rồi thịt heo luộc. Ủa mình ăn chương trình ẩm thực hả mọi người? Xin mời mở mặt nạ. 3, 2, 1, vô! Wow. Lạc Long Vinh thân mến. Dạ. Hai cặp song ca vừa rồi mình ngồi bên dưới, mình cảm nhận tất cả, mình thấy nó dễ không? Dạ rất khó. Dễ nhưng mà khó. À, mình nói chuyện cho nó dễ hiểu chứ được không? Cái này là anh Vũ đang hại em đó. Đó, mình bạn chơi. Em biết ai rồi. Thiệt hả? Em biết luôn rồi. Nụ cười ai đã lòng, ngày mai em lấy chồng, rồi sẽ hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Em dám cam đoan em 100% là em sẽ đoán đúng luôn. Không có ai đến chương trình này mà dám nói 100% cả. Nhưng sẽ có em đi, hôm nay em sẽ đoán đúng 100% luôn. Nếu trật bao trà sữa hết nguyên phim trường. Dạ, ok luôn. Xin mời. 3, 2, 1, xin mời. Tôi nghĩ rằng em đã có những cái trật nhịp trong cuộc đời mình rồi. Người trật nhịp ở đây nè. Trật từ nãy rồi.